Xin chào cô chú chị, được trở lại với kênh Túi Gia Nhật Thơ bên em. Và hôm nay thì sếp sẽ tiếp tục lên những cái sản phẩm mới ha. Và số điện thoại đặt hàng 0973 952 507. Cô chú chị có thể gọi điện trực tiếp cho sếp hoặc nhắn tin qua Zalo đều được. Đầu tiên đó là một chú túi xách tay da đà điểu ha, da đà điểu thật. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 41, chiều cao 29 và bề dày là 6 để mình xách tay ha. Và sẽ có một ngăn để mình mở ra, thì bên trong nó sẽ có một ngăn đây và một ngăn đây, còn một khóa cái miệng. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp hết ha, da thật toàn bộ. Và ở đây nó sẽ còn khóa chìa đầy đủ, chìa khóa đây, chìa khóa kèm theo, da đà điểu thật ha. Lên giùm shop một mã là 7735 909, 7735 909. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay giống như một chiếc vali nhỏ vậy ha, xách tay và đeo chéo, dây đeo chất liệu vải bố chắc chắn. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 42, chiều cao 33 và bề dày là 14. Sẽ có một ngăn ở đây và sẽ có một cái khóa cắm miệng, thì bên trong một ngăn nhỏ đựng bút đựng viết và một khóa cắm miệng ở đây và một ngăn nhỏ đây sạch đẹp ha. Và một ngăn ở đây, ở đây nó sẽ có va vấp nhẹ chỗ này đánh xi lại là hết ha. Thì bên trong sẽ có một ngăn có một khóa cắm miệng và ở đây đựng được khá là nhiều đồ. Ở đây mình sẽ có thể mình dài lại ha, dài lại như thế này. Và một ngăn để đựng laptop, đây là miếng tét da luôn ha, da rất là dày. Và một ngăn đựng laptop rất là ok ha, đây đựng laptop sạch đẹp hết, chất liệu vải. Lên giùm shop một mã 7565 800, 7565 800. Và một chiếc túi xách tay kích thước của chiếc túi ha, này là da nguyên miếng da. Kích thước bề ngang là 35, chiều cao 25 và bề dày là 8 để mình xách tay như thế này. Và sẽ có một nút kích 500, một ngăn đây và một khóa cá mềm. Bên trong là lót vải ha, ở đây da nguyên tấm da, kích 500 chắc chắn như thế này. Và một nút kích 500 đây, bên trong sạch đẹp và một khóa cá mềm ở đây, lót bên trong lót vải sạch đẹp hết, kích 500 chắc chắn để mình xách tay như thế này. Lên giùm shop một mã là 7586 ha, 7586 408, 7586 408. Và một chiếc túi da đen thương hiệu ha, thương hiệu của Ý, Bottega. Thương hiệu này rất là nổi tiếng ha. Kích thước của chiếc túi, bề ngang 38, chiều cao 30 và bề dày là 10 để mình xách tay. Và sẽ có một khóa cá miệng ở đây,
bên trong lót vải sạch đẹp và một nút để mình mở ra, thì bên trong sẽ có một ngăn đây lót vải và dập thương hiệu Bottega Made in Italy. Giá dùm shop một mã là 7592 408. Và một chiếc túi xách tay đi tiệc cườm ha, cườm Nhật. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 22, chiều cao 13 và bề dày là 7, để mình xách tay như thế này xinh xắn. Và sẽ có một cái để mình mở ra, thì bên trong lót vải sạch đẹp hết ha. Đây để mình gài lại chắc chắn ha, viên khóa còn rất là sáng. Để mình xách tay vintage như thế này. Lên dùm shop một mã 7745 303 7745 303. Và một chiếc túi xách tay và đeo chéo thương hiệu Đắt Linh Đôn. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 40, chiều cao 28 và bề dày là 6 ha. Để mình xách tay và đeo chéo. Ở đây sẽ có một khóa cắn miệng ở đây, một ngăn lót vải sạch đẹp dập thương hiệu Đắt Linh Đôn ở đây, và một nút kích 500, dây đeo chất liệu là vải bố chắc chắn, và một khóa cắn miệng. Bên trong sẽ có một ngăn chuyên dụng để đựng laptop và đựng bút đựng viết, hai ngăn nhỏ thương hiệu Đắt Linh Đôn còn mã code, và một ngăn đây là sạch đẹp phát ha, da rất là dày và đẹp, da vân xước ha. Lên dùm shop ha. Ở đây nó sẽ có hàng cái vai nhưng mình đánh xi lại là hết ha. Lên dùm shop một mã là 7615 408 7615 408. Và cái đến đó là một chiếc túi du lịch, ba lô du lịch ha, nhỏ gọn và xinh xắn. Và kích thước của ba lô này, chiều cao là 44, chiều ngang là 28 và bề dày 17 ha, chất liệu là vải dù. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, bên trong sẽ có một ngăn nhỏ và một ngăn ở đây, lót bên trong lót vải và một ngăn ở đây. Ở đây thì mình đựng bút đựng viết nè, một ngăn nhỏ ở đây sạch đẹp và một ngăn đây và một ngăn đây. Sẽ có một cái khóa kéo miệng như thế này, thì một ngăn ở đây nữa ha, là sạch đẹp. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp dập thương hiệu bên trong đây. Lên dùm shop một mã 7750 7750 450. Và một chiếc túi xách tay da cá sấu bóng kính rất là đẹp. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 23, chiều cao 18 và bề dày là 7 ha. Để mình xách tay như thế này, sẽ có một ngăn ở đây và một cái để mình mở ra, thì bên trong một ngăn và lót bên trong là sạch đẹp ha. Để mình gài lại như này, ven khóa còn rất là sáng luôn. Lên dùm shop một mã là 7738 ha, 850, thích hợp làm quà tặng được ha. Một chiếc túi xách tay
da đà điểu ha, da đà điểu thật. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 31, chiều cao 28 và bề dày là 14 ha. Để mình xách tay như thế này sẽ có một khóa kéo miệng như đây, một ngang bên trong là sạch đẹp, và một khóa kéo miệng là sạch đẹp hết ha. Và bên trong sẽ còn có một thẻ đây, Tokyo Made in Japan, và một Tokyo Made in Japan. Bên trong sẽ có một ngăn đây, lót bên trong là lót da sạch đẹp hết ha. Để mình xách tay rất là xinh xắn, da đà điểu thật. Lên giùm shop một mã là 7736 ha, 850, 7736 850. Và một chiếc túi đeo chéo ha, thương hiệu đây là Vân 6. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 23, chiều cao là 16 và bề dày là 7 ha. Để mình đeo chéo rất là ok. Và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, thì bên trong một ngang lót, bên trong lót vải sạch đẹp, dập thương hiệu bên trong sạch đẹp hết ha, da rất là đẹp. Lên giùm shop một mã là 7746 ha, 7746, 330. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay da đà điểu rất là xinh xắn ha, form hộp. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 26, chiều cao 23 và bề dày là 12. Để mình xách tay như thế này, và sẽ có một ngăn đây hết 500, một ngăn đây lót bên trong lót vải sạch đẹp, và một ngăn đây sạch đẹp hết ha, và một khóa cái miệng sạch đẹp, lót vải sạch đẹp hết. Để mình xách tay như thế này, da đà điểu thật ha. Lên giùm shop một mã là 7737 ha, 7737, 850. Và một chiếc túi xách tay da rùa, cớp rùa ha, cớp rùa phong thủy về sức khỏe ha. Kích thước bề ngang 32, chiều cao 19 và bề dày là 8. Để mình xách tay như thế này, và sẽ có một cái để mình mở ra, thì bên trong sẽ có một cái ví nhỏ và một ngăn và một khóa kéo miệng ha, sạch đẹp hết. Da rùa để mình gài lại này chắc chắn. Lên giùm shop một mã 7740, 850. Và một chiếc cặp da mộc. Kích thước của chiếc cặp bề ngang là 39, chiều cao 26 và bề dày là 6. Xách tay và đeo chéo, ở đây sẽ có một cái nút thắt 500, hai nút 500, bên trong là da mộc ha, nguyên một cái tấm da. Xách tay và đeo chéo rất là ok. Lên dùm shop một mã là 7637 ha, 600, 7637, 600. Và một chiếc túi xách tay da cá sấu bốn kính, rất là xinh xắn và đẹp luôn. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 30, chiều cao 19 và bề dày là 8 ha. Để mình xách tay như thế này, và sẽ có một cái ngăn, một ngăn đây và hai ngăn nhỏ, và một cái phông cớp
như thế này. Thì bên trong một ngăn có chứng nhận GRA và một khóa chống mịn. Lót bên trong là lót vải ha, sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã 7742. 7742 730. Và một chiếc túi dạng đựng đồ thể thao ha, hoặc là để mình đựng đồ. Kích thước của chiếc túi, chiếc túi dạng mình xách như thế này ha, mà để đứng như thế này để mình xem cho rõ. Chiều ngang, chiều ngang là 44, chiều cao 19 và chiều dày là 29. Để mình xách như thế này, đó, mình xách như thế này sẽ có một khóa kéo mềm, một ngăn đây, bên trong là sạch đẹp và một khóa kéo mềm. Thì vào thẳng bên trong, bên trong mình đựng khoảng 4 đến 6 bộ đồ và một ngăn đây, lót vải sạch đẹp hết. Này để mình xích tay như thế này, xinh xắn ha. Và đây cái dây để mình đeo, dây đeo ha. Lên dùm shop một mã 7748 ha, 7748 450. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay da đà điểu rất là xinh xắn. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 33, chiều cao 27 và bề dày là 15. Để mình xách tay như thế này sẽ có một phát có miệng đây, một ngang lót vải sạch đẹp và một ngang đây sạch đẹp ha, hai ngang nhỏ đây và một phát cái miệng lót vải sạch đẹp hết 500, chắc chắn xách tay. Lên dùm shop một mã là 7739 850, 7739 850. Và một chiếc túi xách tay da đà điểu. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 26, chiều cao 19 và bề dày là 8. Để mình xách tay như thế này, da đà điểu thật ha, sẽ có một ngăn ở đây và ở đây mình mở ra thì bên trong sẽ có một ngăn và một ngăn và một ngăn. Đây còn mã cốt á, dập thương hiệu ở đây. Đây để mình gài lại như thế này, chắc chắn. Xách tay. Lên dùm shop một mã là 7741 ha, 730. 7741 730. Và một chiếc túi xách tay thương hiệu Michael Kors. Màu trắng. Kích thước của chiếc túi bề ngang 34, chiều cao 29 và bề dày là 16. Để mình xách tay rất là xinh xắn ha. Sẽ có một nút khích 500. Thì bên trong sẽ có một khóa kéo miệng đây, dập thương hiệu Michael Kors bên trong. Michael Kors ha, vừa một khóa kéo miệng. Lót bên trong lót vải sạch đẹp. Để mình xách tay như này, xinh xắn. Lên dùm shop một mã là 7747 ha, 330. 7747 330. Thương hiệu Michael Kors dập nổi đây. Và một chiếc ba lô. Ba lô có thương hiệu Lee ở đây. Kích thước của chiếc ba lô này là màu gạch cua ha. Kích thước chiều cao 40, chiều ngang 19 và chiều dày 19 và chiều ngang
chiều ngang là 28. Sẽ có một phát cái này đây. Bên trong sạch đẹp và một ngăn ở đây. Hai ngăn nhỏ đựng cặp visit thứ tư ha, một ngăn đây là sạch đẹp hết. Phải dù chắc chắn. Và đây để đeo ba lô ha. Sẽ có một ngăn nhỏ ở đây. Sạch đẹp hết ha. Và một ngăn đây sạch đẹp. Một ngăn sạch đẹp. Và một ngăn ở đây là sạch đẹp hết ha. Bên trong lớp vải sạch đẹp. Và có một phát cá mịn đây là sạch đẹp. Lên dùm shop một mã 7749 450. 7749 450. Và một chiếc túi xách tay chất liệu vải du kết hợp với da thương hiệu Mood. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 40, chiều cao 30 và bề dày là 10. Để mình xách tay như thế này. Và ở đây chất liệu vải dù. Và sẽ có một phát cái này ở đây. Thì bên trong một ngăn đây, đây đựng bút đựng viết, hai ngăn nhỏ sạch đẹp. Và một phát kéo mềm dập thương hiệu Mút ở đây. Và một phát kéo mềm lót vải sạch đẹp ha. Vải dù chắc chắn thương hiệu Mút. Lên nhìn shop một mã là 7628 600. 7628 600. Và một chiếc túi xách tay chất liệu là da ha, rất là đẹp. Da này da Kida. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 18, chiều cao 17 và bề dày là 9. Để mình xách tay như thế này. Và sẽ có một cái phông cốp để mình mở ra. Thì bên trong sẽ có một ngăn và một phát cắm miệng. Đây để mình gài lại như này, chắc chắn. Đó là shop một mã là 7744 730. 7744 730. Và một chiếc túi xách tay da đà điểu ha. Kích thước của chiếc túi bề ngang 26, chiều cao 24 và bề dày là 12. Thì có một ngăn ở đây. Bên trong lớp vải sạch đẹp. Và một phát cá miệng ở đây. Thì bên trong một ngăn đây và một ngăn dập thương hiệu ở đây. Lớp vải sạch đẹp hết, phơm hến. Lên shop mã là 7743 730. 7743 730. Và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo ha, da thật toàn bộ. Kích thước của chiếc túi bề ngang 26, chiều cao 28 và bề dày là 7. Sẽ có một nút thắt 500 và một khóa cắm miệng ở đây. Thì bên trong lớp vải sạch đẹp và một ngăn ở đây sạch đẹp hết. Một ngăn đây có một khóa cắm miệng dập thương hiệu bên trong. Lên dùm shop một mã là 7005 ha. 7005 550. Và cái đến đó là một chiếc túi
đeo chéo thương hiệu Saatchi. Kích thước của chiếc túi bề ngang 25, chiều cao 30 và bề dày là 7. Sẽ có một phát cá miệng ở đây, một ngang lót vải sạch đẹp và thương hiệu Saatchi, và một phát cá miệng lót vải sạch đẹp hết ha, và một phát cá miệng dập thương hiệu Saatchi, và một ngang này sạch đẹp dập thương hiệu Saatchi hết, video dập thương hiệu Saatchi, thương hiệu Saatchi của Nhật ha. Lên dịch shop một mã là 7046 ha, 550, 7046 550. Và cái đó đó là một chiếc túi đeo chéo nhỏ gọn và xinh xắn ha, chất liệu da bò, đây là miếng tách da luôn. Kích thước của chiếc túi bề ngang, bề ngang là 19, chiều cao 21 và bề dày là 7. Sẽ có một khóa cá miệng ở đây, một ngăn lót vải và một ngăn đây lót vải ha, và một ngăn ở đây lót vải, và một phát cá miệng, và một ngăn nhỏ ha. Lên dùm shop một mã 6980 6980, 408. Và những sản phẩm ngày hôm nay thì shop sẽ miễn ship toàn bộ ha, và một chiếc túi da ha, nhỏ gọn và xinh xắn, kích thước bề ngang 18, chiều cao 21 và bề dày là 6. Sẽ có một nút phát 500 đây, một ngăn và một phát cá miệng, một ngăn và một phát cá miệng ở đây, sạch đẹp ha, lót vải sạch đẹp hết, và một phát cá miệng ở đây là sạch đẹp, da thật toàn bộ ha, dây đeo vải dù chắc chắn. Ta nhìn shop một mã là 6583 ha, 420, 6583 420. Và một chiếc túi đeo chéo, phần nắp là da trăng. Kích thước của chiếc túi bề ngang 20, chiều cao 20 và bề dày là 4. Để mình đeo chéo rất là ok. Sẽ có một ngăn ở đây, lót vải sạch đẹp, và một cái dây để mình mở ra, thì bên trong một ngăn và một ngăn dập thương hiệu size bên trong. Lên nhìn shop một mã là 6550 308. Và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo nhỏ gọn và xinh xắn ha, đây là miếng tách da, da thật toàn bộ. Kích thước của chiếc túi bề ngang 26, chiều cao 26 và bề dày là 7. Sẽ có một khóa cá miệng ở đây, lót bên trong là lót vải ha, và một khóa cá miệng lót vải, và một ngăn đây là sạch đẹp hết ha, một ngăn đây sạch đẹp, và một phát cá miệng, đây là miếng tách da, da thật toàn bộ ha. Lên dùm shop một mã là 6972 408 6972 408. Và một chiếc túi đeo chéo kích thước của chiếc túi bề ngang 22, chiều cao 26 và bề dày là 6. Đeo chéo rất là ok. Sẽ có một ngăn đây lót vải, và một ngăn đây
sạch đẹp và một khóa kéo miệng. Lốc vải sạch đẹp, một nhân đây sạch đẹp ha, và một khóa kéo miệng dập thương hiệu ở bên trong. Ra nhịp shop một mã là 6978 408. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay ha. Số điện thoại đặt hàng 0973 952 507. Chào tạm biệt cô chú anh chị.